Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 7 năm 2022 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh với ớt chỉ thiên nha quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi từng địa phương và từng ngày nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau: ớt chỉ thiên tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp 40.000 đến 50.000 đồng mỗi kg, An Giang 40.000 đến 50.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ 35.000 đến 45.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh 40.000 đến 42.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng 35.000 đến 45.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk 35.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, Gia Lai 35.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, Bình Định 32.000 đến 39.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng 35.000 đến 40.000 đồng mỗi kg. Ở các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, ớt chợ có giá từ 25.000 đến 30.000 đồng mỗi kg nha quý bà con. Các tỉnh phía Bắc giá thấp hơn ở miền Tây và Tây Nguyên rất nhiều nha quý bà con, 33.000 đến 35.000 đồng mỗi kg. Ớt sừng vàng đẹp cổ nhất 80.000 đến 85.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhì 73.000 đến 76.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng hái xanh 50.000 đến 55.000 đồng mỗi kg, ớt sừng chín đỏ đẹp lựa 23.000 đến 24.000 đồng mỗi kg, ớt xiêm xanh 45.000 đến 50.000 đồng mỗi kg, ớt chuông đỏ 25.000 đến 28.000 đồng mỗi kg, ớt chuông vàng 36.000 đến 38.000 đồng mỗi kg. Trên đây là giá thực tế bà con bán tại rẫy hôm nay. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá ớt cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá ớt, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.